tô sầm sang na sắc cấp bà ma no cu si tô bán nha gia mắc gần a la so na vin đa ti. Tuổi trẻ sức được dồi dào, lại sống buông thả lao chao biến lười, tinh thần suy nhược rã rời, làm sao có tệ mà soi con đường. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ, xin gửi mic lại cho chị Xuân Mai. Dạ, kính cảm ơn chị Trần Đạo, con sư Mai, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lễ Đại Đức Pháp Tính, con kính lễ chư quý Tôn Đức. Con kính chào chư quý cận sự, sư Mai xin đọc Pháp Cú 280. Uttha Uttha Na Ca Lâm Hi Anuttha Ha No Du Hòa Bá Lì A La Si Dặn Upetho Sang Nhan Sang San Nha Sang San Na Sang Cấp Bá Mát Tô Cú Si Tô Bàn Nhá Bàn Nhá Giá Mắt Gần A La So Na Quyền Đá Tí U Thà Na Cà Lầm Hí A Nút Thá Hà Nô Dũ Hòa Bá Lì A La Si Dặn U Bết Thô Sằng Sàn Nhá Sằng Cấp Bá Mát Tô Cú Sĩ Tô Bàn Nhá Giá Mắt Gần A La So Na Quyền Đá Tí U Thà Na La Cầm Hí U Na U Nó Anuttha Hano Yuva Bali Ali Sang Upetho Sang San Nyan Kang Sang Kapa Mato Kusito Banyaya Magang Alaso Na Windati Uthanatha Uthanala Kamhi Anuttha Hano Yuva Bali Alasiyang Upetho Sang san nha sang cặp ba ma to cu si to ban nha ya mang gan a la so na win da ti. Người có tuổi trẻ khi cần không sợ không nỗ lực, tuy trẻ nhưng lười chí nhu nhược biến nhát và trí tuệ thụ động, sao tìm được chánh đạo. Bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Tuổi trẻ sức lực dồi dào, lại sống buông thả lao chao biến lười, tinh thần suy nhược rã rời, làm sao có tuệ mà soi con đường. Bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Gia kính gửi An Minh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ông Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ông Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ông Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cô tu nữ Khánh An. Kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Rạng Đông, chị Trần Đạo, chị Nhật Quỳnh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 280. Uttha na ca lam hi anuttha na ha no yu va ba li a la la si yang u be to sang san na sang kap ba ma no ku si to ban nya ya mak gang a la so na win da ti Uttha na ca lam hi anuttha na ha no yu va ba li a la A la si yang u pe to sang san na sang kap ba ma no ku si to ban nya ya mak gang a la so na da ti u tha na ka lam hi anun tha no yo wa ba li a la si yang u pe to
sang san na sang cấp ba ma nu cu si tô ban nhã ya mang gang a la so na win da ti. Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, trí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động, sao tìm được chánh đạo. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Utha na ca lam hi anun tha ha no yu va ba li a la si yang u te to sang san na sang cap ba ma no ku si to ba nya ya mang gang a la so na win da ti. Utha na ca làm anut tha hà nô du quả ba lì a la si yang u pe to sang san na sang cap ba ma nô cu si to ba nhà ya mắt gần a la so na win da ti. Tuổi trẻ sức lực dồi dào, lại sống buông thả lao chao biến lười, tinh thần suy nhược rã rời, làm sao có tuệ mà soi con đường. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em mình đã trả lời bài soi, em kính mời vinh trưởng tiếp theo ạ. Dạ sa thu sa thu lành thầy Chí Tài Minh. Nam mô Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-maya, Nam mô Sang-khaya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Tát Pháp và Chư Tăng. À, kính chào chư, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin đại kể kinh pháp cú số 280. Cảm ơn Sít Nhật Huyền, Sít Ái Minh cho viết nhà rõ. Sít Đảng Đông nữa hả? Uttanaka lam hiyano thano yuva bali ala siyang upeto samsanna sangkapa mano kusito panyaya magang ala so na windati. Uttanaka lam hiyano thano yuva bali ala siyang upeto sangsanna sangkapa mano kusito panyaya makhang ala so na windati. Tanaka lam hiyanu thano yuva bali ala siyang upeto samsanna sangkapa manoku sito panyaya magang alaso na vindati. Uttanaka lam hiyanu thano yuva bali alasi yang upeto samsanna sangkapa manoku sito panyaya magang alaso na windati. Uttanaka lam hiyanu thano yuva bali alasi yang upeto samsanna sangkapa manoku sito panyaya magang alaso na windati. Uttanaka lam hiyanu thano yuva bali alasi yang upeto samsanna sangkapa mano kusito panyaya magang alaso na windati. Uttanaka lam hiyuttathano yuva bali ala siyang upeto samsanna sangkapa mano kusito panyaya magang ala so na windati. Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, trí nhu nhược biến nhác, với trí tuệ thụ động sao tìm được chánh đạo. Bản dịch của Ngài Minh Châu.
tuổi trẻ sức lực dồi dào lại sống buông thả, lao chao biếng lười, tinh thần suy nhược rã rời, làm sao có tuệ mà soi con đường bản phổ thơ của ngài Dây Đức. Nhà Nam Mô Phật Thà Gia, con xin được xuống mic, kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú, sa thú, kính cảm ơn huynh Quách Thanh á đã theo lời yêu cầu của Nhật Huỳnh. Dạ Nhật Huỳnh nhìn đồng hồ mới đưa tài, tại vì nhìn coi có còn số khá hay là tâm phương gì vào không mà không thấy ai hết. Dạ còn nghiệp huynh quá nên phải đưa tay. Dạ cảm ơn Trạng Đông, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Kính chào người phương Nam về giao đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính ảnh lễ chư tôn đức Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ông bài pháp cú kinh số 280. Dạ cảm ơn huynh Quá Thanh Á cho bài học. Uttanakalam hi anuttano yuva Bali a la si yang u be to sang san na san kat ba ma no ku si to man nya yam mat gang a la so na win a tik Uttanakalam anuttano yuva Bali a la si yang u be to sang san na san kat ba ma no ku si to man nya nhắm mắt gần Alaso na quỳnh đa tích quốc thà na cà làm hi anh nốt thà nô du hòa bà lì a la si dàng u bê tô sẵn sàng na sành cấp ba ma nô cú si tô bành nhà nhắm mắt gần Alaso na quỳnh đa tích. Tâm pháp ơi, mến chào tâm pháp khi vào đạo tràng. Tâm pháp có cầm mít được không cho Nhật Huỳnh một tín hiệu nghe tâm pháp. Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chí nhu nhược bí nhát với trí tuệ thụ động, sao tìm được chánh đạo. Rồi, một tin buồn đang đi ngoài đường phải không? Uttanaka lam hi uttanang Vũ qua ba lê à la si văn bê tô dạng san na san cấp sắc ma no cu si tô bản nha mắt gân a la sơ na quên đa tì ùa tha na ca lâm hi an út tha no vô qua ba li a la si văn u bê tô sầm san na san cấp bà mano su si to bạn nhà dâm mắt găng à la sơ na quên đa tiền ô tha na ca lâm hi an ô tha no vô qua ba li a la si văn u bê to sẵn san na san cấp bà mano cú sĩ tơ bạn nhà giam mắt găng hà la sơ na quên đa tiền tuổi trẻ sức lực dồi dào để sống buông thả lao trao biến lười tinh thần suy nhược đã rời làm sao có thể mà soi con đường. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Cô ấy Minh xích Sương Mai xích Trần Đạo. Cảm ơn xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì cũng đồng hồ của con là 7 giờ 1 phút rồi. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Dạ khi nào đại đức pháp tính có trước máy xin cho con một tín hiệu của bạch sư. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Tha Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Hoa Tô Arahato
Samma sambuddha sa namo ta sa bhagavato arahato Samma sambuddha sa namo ta sa bhagavato arahato Samma sambuddha sa. Ramma caloka thi ba thi sa ham ba thi ca tan cha li an thi va răng a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chấp kha cha thi ca đề xe tu tham măng a nu cam đi măng ba chăng sa tham ma phê đêm bi na dánh cha ca dân su tan cha băng thăng a phi thăm ma châm măng a cô ta danh tô ta tu sách cha đăng đăng ba bơ thà nay dây bà đi xa dạ mặt chê ê quan sa ham bà tỳ đâm ma phà ga quanh tăng a ya cha tha tuấn hi ba quê na tăng bồ thô cà ruồn nhê na thì qua xa già tán ha bồ tha ya ba nê na mi ga đa dân ta tô ga tô bánh cha quát cha đa dơ nay dê A măng ba dê sĩ thăm ma tô ta tô ba phu tì xăm bút thô A nu na thấm ma đê sa nặng Ma ga qua sa ni đê sê si Sa ta nan áp tha xích tha cần Tê na sa thu ai dô phanh tê Tê sê tu thấm ma đê sa nặng Sapa di tha ba di sa ya anu cam bấm bi ca ta quê vô minh duyên của các hành cội căn dẫn dắt chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm ma bị ngũ ma và chậm chuyển đi vậy nên cầu đấng từ bi tạo thuyền bát nhà trai đi vớt người đưa qua chốn tốt tươi yên tình na bờ niết bàn chẳng dính trần ai như đèn rọi suốt trong ngoài chiếu tia sang khắp các loài hân hoan pháp vi trong khải hoàng rầm rộ luật vị như đài cổ hoàng dương kinh như dây buộc trên trường a luận như mặt trong quẹt đường vô minh tự diệu để đó hình dụi trong ma giống của tan giấc mộng trần gian chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng rổ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên giận ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhân lời nhân chẳng dị hơi viết lầm mở đạo dạy đời nhằm vườn lọc giả ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị thù dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích
hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được ký tria vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, cảm ơn ơi, cảm ơn, còn trước máy không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu, cảm ơn ơi. Nhật Quỳnh thấy sư rời rum rồi, nên kéo dài thời gian thỉnh pháp sư, để chờ sư trở vào, mặt không có thấy sư trở vào. Cẩm Vân có trước máy không, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Alo, alo, Cẩm Vân ơi. Dạ, cảm ơn Vinh Quát Thanh á. Dạ, con thành kính. À, dạ, cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền Vừa Quang Lâm Giao Đạo Tràng. Dạ, theo như tín hiệu của Cẩm Vân là cho sư pháp tính một chút. Dạ, con xin ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Quyền ạ. Dạ, sư mới vào, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu. Dạ, hình như ở... Dạ, được, con tri ân sư. Dạ, bây giờ ô sư mới xuống ở đây, như Quỳnh thấy cái nét sư rớt. Dạ, chào sư pháp tính. Dạ, chào sư pháp tính nha, con làm gì đây trời? Con cầm bích con làm gì đây? Để con nhìn coi có vị nào mới vào không. Con chào để coi như là đạo tràng không phải im lặng. Dạ, không có vị nào mới vào hết. Dạ, Đặng Đông còn trước máy không Đặng Đông? Nếu Đặng Đông còn trước máy thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Đặng Đông có thể cầm mic chút xíu đi, để chờ cái Đức Pháp tính vào, được không Cẩm Vân? À, Đặng Đông. Alo. Dạ, con rồi, rồi, được rồi. Dạ, con thấy thầy Đức Pháp tính đã vào đạo tràng rồi. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại Đức Pháp tính vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, sa thú đành thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại Đức Pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn, để cho chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 281. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bát Thanh Á cho bài học. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đánh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay tự nhiên chúng tôi từ trên chánh điện xuống. Hôm nay từ trên chánh điện xuống, tự nhiên chúng tôi quên, chúng tôi bị quên nha. Sám hối chư tăng, cáo lỗi đối với quý vị. Bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 281. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi phần thích nghĩa từ vựng. Qua cha nú rắc khi manasa sang u tổ, qua cha nú rắc khi manasa sang u tổ, qua cha nú rắc khi manasa sang u tổ, ca ye na cha akusalang nakadira, ca ye na cha akusalang nakadira, ca ye na cha akusalang Nakayira, ete ta vô cầm mắt bát thề quyết sô tha về, ete ta vô cầm mắt bát thề quyết sô tha về, ete ta vô cầm mắt bát thề quyết sô tha về, ara mắt gần isip bát về đi tầng, ara tha về mắt gần
Isip bác quỳ đi tầng A ra thá dê mắt gần Isip bác quỳ đi tầng. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái học từ Wachanurakhi. Wachanurakhi có nghĩa là người bảo vệ lời nói, người bảo vệ. Wacha, Wacha là lời nói. Anurakhi, Anurakhi có nghĩa là bảo vệ. Người bảo vệ lời nói. Manasa, Manasa có nghĩa là ý. Manasa có nghĩa là ý. Sanguto, Sanguto có nghĩa là phòng hộ. Sanguto có nghĩa là phòng hộ hay là thu thúc. Sanguto, phòng hộ hay là thu thúc. Kayena, Kayena có nghĩa là nó xuất phát từ động từ, xin lỗi, từ danh từ ca giá đó. Nhưng mà do được chia theo sử dụng cách số ít thành ra trở thành ca dây ná, có nghĩa là bằng thân, do mở với bằng, bằng thân. Chá có nghĩa là và, chá có nghĩa là và. Akusalan là bất thiện, điều bất thiện hay là việc bất thiện, điều bất thiện hay là việc bất thiện. Ná có nghĩa là không, ná có nghĩa là không. Kajira, hành động hay là việc làm. Kajira, hành động hay là việc làm. Et, et có nghĩa là này, nó xuất phát từ đại từ et. Et có nghĩa là này. Tayo, tayo có nghĩa là ba. Đây là danh từ số điếm, không quý vị, danh từ số điếm ba, ba nghiệp á, thân khẩu ý á, chứ không phải là ba mẹ đâu. Ba danh từ số điếm. Ta vô cầm má bát thê, cầm má bát thê, cầm má bát thê có nghĩa là đường lối, đường lối tạo nghiệp, đường tạo nghiệp. Cầm má bát thê học từ, cầm má bát thê đường lối tạo nghiệp. Quý sô thái dê, quý sô thái dê có nghĩa là trong, nên làm trong sạch. Quý sô thái dê nên làm trong sạch. Quý sô thái dê. A ra thái dê, A ra thái dê có nghĩa là nên chứng đạt. A ra thái dê nên chứng đạt. A ra thái dê nên chứng đạt. Mắt gân, mắt gân là con đường, con đường, mắt gân là con đường. Isip ba quê đi tăng, Isip ba quê đi tăng có nghĩa là đã được tiên thiết bởi ẩn sĩ, bởi bậc ẩn sĩ, đã được tiên thiết bởi bậc ẩn sĩ. Isip ba quê đi tăng. Isi, isi có nghĩa là ẩn sĩ hay là bậc giác ngộ đó. Trong cái trường hợp này ẩn sĩ hay là bậc giác ngộ đó. Bá quê đi tăng, bá quê đi tăng có nghĩa là tuyên thuyết đã được giảng dạy. Isi bá quê đi tăng. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử ấy mình rất nhiều. Wachanurakhi manasa sanguto kaye nacha okusalan nakanjira
ê tê ta dô cầm mắt bát thề quý sô tha dê a ra tha dê mắt gần ít xíp ba quê đi tăng. Có nghĩa là lời nói được thận trọng, tâm tư khéo phòng hộ, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dài. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì một lần nữa xin thần kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng. Con xin được thay mặt hội chúng ở trong room xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 281 này. Và con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thệ Quyền. Dạ, con không biết. Dạ, con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô A Ma Gia, Nam mô Sa Kha Gia, là chưa để chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật tính. Cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room, thân chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhau Antang Apivade Visvakkhato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkhavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương hàng đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mượn nhờ của đức Tam Bảo hàng giờ hộ đến Chư Tôn Đức Tăng. Quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu cuốn số 281. Đọc qua câu kinh Pháp Cú chúng ta cũng đã thấy thể hiện một cách rất là chi tiết và rõ ràng. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo phòng hộ, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp thánh, chứng đạo thánh nhân vậy. Đây là câu chuyện liên quan mà có thể nói rằng là chúng ta cần phải có một cái sự ghi nhớ. Câu chuyện này sẽ dạy cho chúng ta được một cái tinh thần. Cái lời nói nó nguy hiểm và nó gây gớm cả chừng nào. Kính thưa quý vị, câu chuyện về con quỷ độc heo. Thì câu chuyện này khi Đức Tôn ở tại Quy Lũ Anh Á, trung tâm tịnh xá, liên quan đến con quỷ đầu heo. Thì một hôm, ngày Một Kiền Liên và ngày Lắc Khánh Á xuống núi giết cho cục tá, nó kỳ sợ quạt đó. Đến một chỗ nọ đó thì tôn giả của Kiền Liên bỗng là mỉm cười. Thì tôn giả Lắc Khánh Á mới hỏi, thưa bạch tôn giả, có chuyện gì mà tôn giả cười? Thì tôn giả Một Kiền Liên không có trả lời, nói à, đợi đến lúc gặp Thế Tôn chúng ta sẽ hiểu. Hai vị tiếp tục nghi thức thực ở thành Vương Xá xong trở về Đức Lâm, đến trước được phần đảnh lễ, đuôi phía sau ngồi một bên. Và tôn giả Lắc Khánh Á mới hỏi tôn giả Một Kiền Liên câu hỏi khi nãy. Lúc này tôn giả mỉm cười trả lời, tôi thấy một con quỷ to thân lớn, hình cao gần một dặm, dáng người như đầu heo, trong miệng mọc ra cái đuôi đầy dồi mỏ lúc nhúc. Tôi nghĩ thầm, thật ta chưa thấy sinh vật nào như thế. Vì thế cho nên tôi mỉm cười. Thì Đức Phật thì xác nhận, nên một kiện lý quả thật ta đã có tận mắt đã thấy. Ta cũng từng thấy như thế khi ngồi dưới cây bồ đề. Nhưng ta nghĩ nếu có ai chẳng tin, thật ra điều ta nói là tai họa cho chúng. Vì thương những kẻ đó cho nên ta không nói. Bây giờ có một Kiền Liên đã chứng kiến nên ta nói ra sự thật.
thì Đức Phật nói là cái tiền kiếp con quỷ ấy kiếp trước đã làm gì. Này các tỳ kheo hãy lắng nghe về câu chuyện quá khứ. Thì câu chuyện về phá hoại tình huynh đệ và có thành Phật Ca Diếp, tức là trước Đức Phật của chúng ta, Kaspo Siri Sambano Votamo Sakuya Vungovo, tức là Đức Phật Ca Diếp rồi tới Đức Phật Gautama. Thời pháp thời gian mà của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác Gautama đó thì có hai vị tôn giả với nhau hòa thượng ở trong một cái tu viện, ở trong cái chùa của cái làng họ. Thì vị lớn là 60 tuổi, vị nhỏ 59 tuổi, tức là xích xê nha thôi, tôn giả tuổi hơn thường mang bát dùng cho cái vị lớn hơn mình và luôn đi theo sau làm tròn bổn phận của một cái người đệ, giống như hai anh em cùng cha cùng mẹ vậy, sống với nhau hòa thuận trong sự an lạc, trong sự yêu thương. Thì một ngày kia, kính thưa quý vị, một ngày kia có một vị giảng sư đi đến chỗ họ, và ngày ấy là ngày mà chuyên về thuyết pháp, xem như là đối với một vị pháp sư tới vậy đó. Thì cả hai tôn giả cung kính lo lắng và thách đãi rất là hậu hỷ, bắt đầu mới xin đại đức quan hỷ giảng pháp cho chúng tôi. Vị này mới giảng dạy về pháp lý cho cả hai, họ rất vui mừng. Và ngày hôm sau hai vị tôn giả mới đưa cái vị khách này vào làng khất thực. Sau khi thọ thực xong họ thỉnh ở lại, thì thôi xin ngài tiếp tục ở lại và giảng tiếp cho chúng tôi nghe. Thì hai thầy thỉnh vị giảng sư thuyết pháp với cả cho hội chúng nghe luôn. Thì nghe xong Phật tử mời thầy giảng sư đến ngày mai, thì cứ như vậy và khắp cả làng và qua cả cái làng lân cận, thì đưa cái vị pháp sư này đến những chỗ nhà người Phật tử thân quen để giảng thuyết. Thì giảng sư nghĩ thầm, hai thầy này rất nhẹ dạ, ta sẽ tìm cách khiến họ sẽ rời khỏi tu viện và sẽ chiếm cái tu viện này. Thì vào một buổi chiều, nếu khi ông ta chăm sóc cho, sau khi ông ta chăm sóc cho cái vị lớn chút xíu á, thì khi đến giờ nghỉ ngơi, ông ta đi đến chỗ của vị nhỏ, vị lớn tuổi, nói tôn giả, thưa tôn giả, có việc gì ngài muốn, tôi muốn nói với ngài, thì xin cứ nói. Thì vị giảng sư này bắt đầu ngừng, rồi mới nói, điều mà tôi nói ra có nhiều tai hại. Xong ông ta im lặng, ông ta bỏ đi đến chỗ của vị nhỏ, ta cũng làm vậy. Ngày thứ hai ông cũng đóng kịch như vậy, và ngày thứ ba cũng đóng kịch như vậy. Thì cả hai vị huynh đệ này rất là kích động. Thì thứ ngày cứ tiếp tục như vậy, và cuối cùng thì hai vị này mới nài ép, nó thôi được rồi, tôn giả cứ ra đi, không sao đâu. Tôn giả mới nói rằng á, cái vị nhỏ kia đó có liên quan gì với ngài không? Ngài bảo sao chúng tôi như anh em vậy, người này nhận cái gì á, thì người kia cũng nhận cái ấy, chúng tôi chưa hề bao giờ thấy có lỗi với nhau. Thật vậy à? Thì vị nói mới thật chứ, đúng vậy đó. Thì thưa tôn giả, là điều mà vị nhỏ tuổi nói với tôi, thưa ngài, ngài thuộc dòng cao quý, nhưng còn tôn giả lớn tuổi này á, thì ngài có cái quan hệ gì, nếu có cái định quan hệ với ông ấy không? Và ông ta tưởng rằng ông ta trung hậu và dễ mến, thì hãy coi chừng. Thì vị nhỏ nói với tôi là ngài đó, và vị ấy nói như vậy đó. Thì lặp đi lặp lại như thế ngay từ hôm tôi mới đến cho tới bây giờ. Tức là nói ngài á, ông ta thuộc dòng cao quý, nhưng còn cái người lớn này không có quan hệ gì với ông ta trên. Nhưng ông ấy tưởng rằng ông ấy trung hậu và dễ mến, hãy coi chừng ông ta. Thì cái vị cứ như vị huynh đệ, cứ
cái vị sư đệ đó, nói ra là ông ta là vậy mà nói với sư huynh như vậy đó, cho ông giảng sư này nghe. Thì giảng sư là đặc chuyện đó. Thì khi nghe xong quý vị tôn giả lớn ấy, thì cảm thấy vô cùng giận, cõi lòng cũng như buồn luôn, cũng như thất vọng vô cùng. Giảng sư, cái vị giảng sư nhỏ A này đến cái chỗ thầy nhỏ tuổi á, thì cũng nói y như vậy, nhưng đổi ngược lại. À, tôi cảm thấy bắt đầu vị nhỏ này cũng cảm thấy coi như thất vọng. Tại sao sư huynh mình đã sống với nhau như thế mà tại sao sư huynh lại có những sự suy nghĩ như vậy? Thì kính thưa quý vị, thì ngày hôm đó đó, cái vị trẻ vào lạc khất thực một mình, đi trước sư huynh của mình và dừng, và cũng dừng bước nơi thọ thực. Tôn giả lớn tuổi thì đến sau, khi thấy sư huynh mình đi tôn giả thì cái vị sư đệ đó nghĩ á, ta có nên hoan bác cho ngài này hay không? Không, ta không hoan bác. Nhưng sau đó khoan, chẳng bao giờ ta cư xử như thế này, ta cảm thấy thiếu sót, thiếu bổn phận và mến lòng. Thể đến chỗ cái vị lớn nói, thưa tôn giả, hãy để y bác cho con. Thì trưởng cái vị tôn, cái vị sư huynh mới từ chối. Chú hay đi đi, người giả dối, chú không xứng đáng mang y bát cho tôi. Thì ngài vừa nói xong xua tay khinh rẻ, phải. Thì cái vị nhỏ này mới trả lời lại, phải. Tôi cũng nghĩ tôi không có phải mang bát cho ngài, nhưng tôi tưởng á, này chú tưởng là tôi liên quyết cái tu viện, cái tu viện này, tôi không cần cái tu viện này. Thôi chú ở đây đi, tôi đi. Nói xong thì cái vị sư huynh mới ôm bát bỏ đi. Trưởng lão ra đi thì thay vì là như mọi lần thì vừa đi hướng đông hướng tây thì cuối cùng cũng sẽ trở về. Và kính thưa quý vị, thì lúc đó đó hai vị mới vẫn giận nhau, thì cái vị giảng sư này đó, vị giảng sư này mới đến cứ như là can ngăn, mới tỏ vẻ ra mình can ngăn, thôi hai vị đừng có làm như thế. Thì hai vị nói thôi sư cỡ đây đi, sao đâu, tại cái chuyện coi như là của huynh đệ tôi, chúng tôi giải quyết. Thì vị giảng sư, sau đó hai vị bỏ đi hết. Thì vị nhỏ ra đi, rồi vị lớn cũng ra đi luôn. Thì cái vị giảng sư này ở lại làm chủ tu viện. Thì đi vào làng thực á, thì dân chúng người ta mới hỏi. Thì vị ấy mới trả lời á, đừng hỏi tôi, hai thằng ấy gây gỗ với nhau và rời khỏi tu viện rồi. Thì kính thưa quý vị, Phật tử người ta là những người, người ta có tính tâm, người ta nghe như vậy thì người ta tin. Thì trong suốt thời gian ở đấy đó, có một số Phật tử người ta mới suy nghĩ, của sao kỳ vậy? Thì trong suốt thời gian ở đây đó, thứ hai vị tôn giả nó có bất hòa vì với nhau không? Và nếu như vậy thì chắc là có vị này mới đến, cho nên họ rất là buồn. Và thế là cả hai cũng đều bất an. Thì Phật tử họ suy nghĩ như vậy thôi, họ nghĩ là chắc có vị này tới rồi, hai vị kia buồn, họ bỏ đi. Thì kính thưa quý vị, qua theo trong kinh ghi 100 năm trôi qua, thì tình cờ cả hai tôn giả cùng đến trong một tu viện ở cái miền Tây xa, và cùng nhận chung một phòng. Khi trưởng giả vừa bước vào phòng và ngồi lên giường ấy, thì tôn giả trẻ cũng vừa mới đến, thấy nhau không cầm được cái xúc động mà rất là mến thương nhau. Thì thầy trẻ tuổi suy nghĩ rằng, ta có nên nói hay không, chuyện đó có đáng tin hay là không đáng tin. Và các thầy đến, và cuối cùng vị ấy quyết định, vì nhỏ nào đến hỏi vị trưởng lão rằng, bạch ngài, trong suốt thời gian con mang y bát theo ngài, thì có thấy có sơ sót gì về tư tưởng hay là nói hành động không? Không, ta không thấy. Thế thì tại sao ngài bảo với vị sư khách kia rằng đừng có dính dáng gì với con, đừng dính dáng gì với con? Thì này chú, ta không nên nói như thế mà trái lại, mà ta không nên nói như thế mà trái lại ta nghe chú nói về ta cũng như vậy. Vậy thưa ngài, cả hai chúng ta có bao giờ nói như thế đâu. Thì lúc đấy cả hai mới nhận ra rằng, à thì ra cái ông giảng sư nọ,
nó gây chia rẽ huynh đệ chúng ta, và cái hai điều nhận cái lỗi lầm của mình. Thì sau thời gian 100 năm vì hai vị này sống bất hòa bất an, không có an ổn, thì cả hai vị hòa thuận với nhau và hai vị trở về tu viện cũ để mời sư thầy giảng chuyện kia ra. Thì vị giảng sư thấy hai sư trở về thì vội vã đỡ lấy y bát, nhưng hai thầy điểm mặt cái vị này, nói ông không xứng đáng ở trong tu viện này, không dám nán lại, thì vị giảng sư đã rời tu viện ngay. Thì sau khi chết, vị giảng sư này đọa vào địa ngục A Tỳ trong một thời gian dài giữa hai thời Đức Phật và chịu hình phạt ở địa ngục, và bây giờ mang quỷ khổ sở như nó, như là chúng ta nghe kể khi mà ngày một Điện Liên đã thấy đó. Sau cái câu chuyện này thì Đức Phật mới nói lên một câu chuyện cho chúng ta nghe, lời nói được thận trọng, tâm tư khéo phòng hộ, thân chưa làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp thánh tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Chúng ta biết cái miệng chúng ta nó rơi lắm, cũng một lời nói mà gây đổ vỡ, cũng lời nói mà cứu người, cũng lời nói mà hại người, cũng lời nói đưa đến hòa bình, cũng một lời nói đưa đến chiến tranh, cũng một lời nói đưa đến chấm dứt sinh tử khổ đau, cũng một lời nói mà đưa đến cái sự sầu khổ đời này qua đời kia. Cho nên nếu như chúng ta hiểu biết Phật pháp thì chúng ta mới thấy nó rất là đặc biệt. Trong cuộc đời này, cái điều dở nhất của tất cả chúng ta luôn luôn chấp hữu chấp ngã của mình, luôn luôn cho rằng mình lúc nào cũng đúng, mình cho rằng người khác lúc nào cũng dở, lúc nào cũng không bằng ta, cho nên có những sự kiện nó cũng xảy ra. Chúng ta thấy hai huynh đệ sống như nước với sữa, nó chan nó hòa như vậy. Một người khác người ta chen vào, người ta ly gián là chết ngay. Vì sống trong cuộc đời hiểu biết thương nhau, hiểu nhau thương nhau nó bền vững, còn mến thích nhau bằng một cái cảm tính thì chúng ta sẽ dễ bị thất bại. Nhiều lần trong những lúc mà chúc phúc, những cái lễ hàng thuận, người ta cưới nhau, chúng tôi luôn luôn nói câu hãy hiểu nhau, hiểu nhau rồi thương nhau. Nếu như không nhau mà thương nhau, coi chừng hại chết cả đời nhau. Thì chúng ta thấy hai vị huynh đệ này chỉ có cái lời nói của ông giảng sư, ông nói qua nói lại chút xíu, tức là ông đi tới nói ông là như vậy đó, ông ta là cao cả hơn, ông ta là người đừng có tin tưởng ông nói nữa. Mà cũng cái lời nói đó đi ngược lại sư đệ, cũng bác phải làm vậy mà chỉ đổi thôi, là sư huynh đó, ông ta là người, ông ta là người dùng dỗ tôn quý, giàu có, giỏi giắng, còn ông sư nhỏ kia rất là vô dụng, chẳng qua ông nhờ giả tôi thôi, vâng vâng vâng. Thì chính thưa quý vị, khi chúng ta nghe, khi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới thấy khủng khiếp. Chỉ một lời nói thôi mà đưa đến cái sự đoạn lìa tình huynh đệ. Cũng may là hai vị này gặp lại nhau trong tình cờ, thế là họ có thể nối tiếp cái tình huynh đệ đó. Người xưa thì người ta sống thọ lắm, 100 năm thì nó cũng không là, cũng là lạ. Thì kính quý vị, còn trong cuộc sống ở cuộc đời này á, cái mà nói dối nó hay lưỡi nó đâm thọc nó đồng khác
nó rất là nguy hiểm. Nhiều cái điển tích để dạy là thấy chúng ta biết một cái vị mà chúng ta là ngày hôm nay chúng ta gọi là Bộ Ngoại giao đó, cái người mà đi thương thuyết á, phải giỏi miệng, phải lẹo mép, phải giỏi miệng, phải biết suy nghĩ. Mà nếu như người đó đó họ cầm cương đó, người đó đó họ có một cái lòng yêu nước, yêu dân tộc, yêu thương con người, sẽ đỡ chiến tranh. Họ thấy có chiến tranh nó là đau khổ đó, họ luôn luôn đưa đến cái phương hướng hòa bình. Còn cái người mà có cái mưu tính đó, họ luôn luôn họ đi đến đó, họ thăm dò và họ xem xét, để cuối cùng họ làm cái mục đích riêng, vân vân. Thì chính những cái nhà thuyết khách, những cái nhà mà chính khách, những nhà ngoại giao đó, người ta đi nói thôi, đất nước họ sẽ tốt đẹp nếu như khéo nói. Còn nếu như không thì ngược lại, khi mà nói ra đó thì binh đao chiến lửa, cái lời nói á tuy nó không là gương, nó gương không phải là đau, nó không phải là gươm, nhưng lại vô tình chém nhau đau, máu nó đổ. Chúng ta nhớ có một bài thơ về lời nói, nói không phải là khối, nhưng khi nói ra nó lại khai nhau. Lời nói không phải là độc ác, nhưng suy nghĩ lại ác hơn tất cả những cái thứ gì trên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật ngày dạy chúng ta phải thu thúc cái khẩu ngữ mút xa qua đa, không có nói lời nói dối. Nói lời dối tức là nói dối nó hay lời nó đông thật, nó độc ác. Ở đây chúng ta đâm bị thóc thọc bị gạo, thổi lửa là cháy ngay. Nhiều khi tình cảm của cha mẹ, của vợ chồng, của con cái mà chúng ta, khi người ta đang giận, khi người ta đang bực bội, chúng ta chỉ nói một vài câu là nó cháy. Nhưng điều quả thật cả hai chưa hiểu nhau. Chứ nếu như mà hiểu nhau á, thì không thể mất nhau được. Cũng như khi mà hiểu nhau, không thể làm nhau, không thể làm khổ nhau. Mà nó cũng mở là một chuyện như thế này quý vị. Ở trong cuộc đời này, mỗi bên phải biết cảm thông, biết tha thứ cho nhau. Và trong cuộc đời này cái gì cũng vậy, chúng ta nên có một cái phân kỳ trực tiếp, đừng vì nghe, đừng vì tin đối với ai cả. Và khi chúng ta thấy nó còn chưa đúng mà đừng chỉ nghe, tôi nói cho người nghe. Đứng ở một góc độ á, chúng tôi ví dụ đi, đứng ở một góc độ xéo xéo, chúng ta thấy có hai người, đứng một góc độ xéo xéo nữa, chúng ta thấy cả hai người gần nhau. Đứng một xéo xéo nữa, chúng ta thấy hai người kể nhau. Và đứng một cái xéo nữa, chúng ta thấy hai người ôm nhau. Rồi chúng ta nghĩ họ nhau có vấn đề. Thì nếu đó là vợ chồng
Nếu đó không phải là vợ chồng thì người ta, chúng ta mới cho rằng chúng ta mới đi nói cho vợ chồng bà như vậy. Và nếu như nếu đó là người chồng không có mặt và đó là người vợ thì chúng ta mới cho rằng đó là người vợ không nghiêm túc, thì cũng bằng cái nhìn của mình. Hay là như Chư Tăng cũng vậy, chúng ta thấy tự nhiên Chư Tăng chúng ta đứng nhìn xéo xéo một cái, có một cô nào đó đến gần, chúng ta nhìn xéo xéo xuống nữa, chúng ta thấy hai người nó gần nhau quá, chắc có lẽ họ ôm nhau. Mà khi mà chúng ta vừa nghĩ lên cái chuyện họ đang ôm nhau bằng một cách xéo xéo đó là chắc chắn suy nghĩ có vấn đề gì đó, là thế là đổ nợ liền, thế là đổ chuyện liền, là chúng ta mới phát ngôn ra. Chúng tôi nói cho quý vị nghe như vậy, khi mà thấy cái thấy của mình thấy sao, cái nghe của mình là nghe sao, mà chúng ta đâu có phải như vậy, chúng ta đâu có cái sự thu túc, chúng ta đâu có sự phòng hộ, chúng ta đâu có sự suy nghĩ. Chúng ta nghe một đường là chúng ta nói ra cái đường khác, chứ phải nói đúng cái đường như vậy. Mà ở đời người ta nói tức là nghe ở đầu lạc, chuyện kết thúc ở cuối lạc. Không phải kết thúc cuối lạc, mà chuyện đi đến cái lạc, ở đầu lạc này nói như vậy, ở cuối lạc nó đã là diễn tiến rất là khác. Cũng bằng cái gì? Cũng bằng cái lời nói của con người, giữa lời nói của con người. Mà đâu có chuyện gì. Nếu như chúng ta thấy như vậy thì chúng ta đi tới, giờ chúng ta mới tỏ vẻ thành cao. Tôi thấy thì tôi đi tới, cho nó kỳ, cho nó cũng đi, tôi đi tới, tôi đi tới sợ người ta quê, tôi nói cũng sợ người ta quê. Giờ tôi cho nên nói anh nói chị vậy đó, nó ông nói bà vậy, cô chừng vợ, cô chừng chồng, cô chừng ông thầy này, ông sư nó là vậy nọ, một chút xíu mà cái chuyện nó tán ra coi như là khủng khiếp luôn. Quý có nhiều cái chuyện á, có những vị sư, có những vị thầy đó, nó có một chút xíu chuyện mà thổi hồi á, ông bỏ chùa đi luôn, ông bỏ cuộc tu luôn, nhiều lắm. Thì từ trong cái mà không hiểu nhau, trong cái không phòng hộ, trong không có sự giữ gìn, không có sự kiểm soát, và chúng ta không biết cái tôn trọng, cái giá trị chân tình, cái giá trị tốt đẹp của nhau, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ nếm được sự thật, thì chúng ta không bao giờ bắt gặp chân lý. Chúng tôi xin nhắc chủ vị nghe của mình, nếu như chúng ta không có cẩn trọng, chúng ta không có giữ gìn sự thật, bởi tâm tư của chúng ta không có khéo phòng hộ, không có khéo thu thúc đó, thì chúng ta nói dối, thì chúng ta nói không thật. Khi người nào mà nói không thật thì người đó đã đánh mất cái giá trị chân thật trong lòng mình, và người vị ấy không bao giờ tìm được cái việc của sự thật. Bởi vì người ta lấy cái dối lừa, mà quý vị, đó là nhân là duyên. Mãi trong cuộc đời người ta sống bằng một cái sự dối, bằng cái sự lừa, và cuối cùng thì không có thể nào mà kết quả tốt đẹp được. Người ta rằng nói dối quen tai, quen miệng á, nói dối đi, nó quen cái miệng, ngủ ngày quen mắt, nói đùa, nói giỡn, nói chơi, nó không thật. Rồi và cái điều đó nó nguy hiểm lắm. Thì câu chuyện, có một câu chuyện, tức là có thằng đó nó là cháy nhà, cái những người xung quanh chạy lại nhà nó, có cái nó nói chơi. Thì lần sau nhà nó cháy thiệt, la quá trời đất luôn, không ai tới. Thì đây là câu chuyện ngụ ngôn, người ta kể câu chuyện ngụ ngôn chứ có đọc như vậy đó. Thì mà
mà ở đời nhân vô tính thì bất lập. Chúng ta không giữ cái chữ tính thì chúng ta không có thể lập nghiệp được. Chúng ta không phải là con người chân chính, con người tốt đẹp. Kính thưa quý vị, cái lời đó người ta không giữ do người ta, cố tình người ta giả dối, nó khác đi do những khi người ta quên. Do người ta quên thì không có đáng trách, nhưng vì người ta muốn tránh né nó, người ta muốn phá lắp nó, người ta muốn dối lừa, mà người ta không bao giờ tôn trọng sự thật. Họ nói cho nhiều, hứa cho nhiều, mà ta hứa cũng thật là nhiều. Bởi cho nên ở đời mà chúng ta cứ chạy theo cái lời nói, chạy theo người thì chúng ta thất bại. Ở đây câu kinh này, câu chuyện này, chúng ta thấy nếu như mà hai huynh đệ này có cái sự suy xét đi đến gặp với nhau thì đâu có chuyện gì, mà chúng ta cứ khởi lên cái sân tâm, tại sao mà mình không có gì trơn mà ông nói mình, thì vì nhỏ nghĩ vì lớn vậy, vì lớn nghĩ ủa tại sao mình xử như vậy, mà tại sao mà sư đệ này nói chuyện với mình như vậy, thì cả hai có thể gặp nhau thì mọi chuyện nó đâu có được cái chuyện gì đâu. Mà khi mà hai người đang giận nhau thì cái ông giảng sư này ổng lại là tỏ vẻ ra thanh cao, ổng là bộ coi như can gián can hòa, cho nó vừa ăn cướp mà vừa la làng đó, nên là cái con người như vừa ăn cướp mà vừa la làng đó. Thì chúng ta thấy nó đâu có chuyện gì. Trong cuộc đời này chúng ta bớt sân si, bớt tham ái, bớt nghĩ xấu về người thì chúng ta sẽ rất là tốt. Còn ngược lại, chúng ta cứ suy nghĩ, cứ khăng khăng khư nó như thế thì kính thưa quý vị, chúng ta không bao giờ chúng ta thành tựu được và chúng ta đạt được. Có thể nói rằng sống trong cuộc đời cho tới bây giờ đó, quý vị đã trải qua có lẽ rất là nhiều những cái lời nói điêu hoa, những cái lời nói của bàn tay sắc bột nhung, của lời nói mà nhiều khi á hắn mật tàu đau lòng gỗ. Nhiều khi chúng ta giận một người đã nói sự thật, qua năm 10 năm sau chúng ta mới quả thật lời người đó nói đúng. Rồi cũng lời người đó mắng nhiếc chửi rủa hay là suy nghĩ xấu về ta cũng nhớ. Rồi người ta khen xạo chúng ta sau này chúng ta mới phát hiện và xử cho ta như là người gọi là, chúng ta gọi là bạc để sắc bọc nhung, hay chúng ta cho ăn bánh vẽ, cho chúng ta ăn bánh vẽ mà đến khi chúng ta vẽ vời như thế này như thế kia để chúng ta nghe, chúng ta tưởng chúng ta đặt cái niềm tin, đặt cái niềm tin rất là lớn, rồi chúng ta chờ mãi mà không thấy hồi âm, chờ mãi mà chúng ta không thấy và chúng ta chịu không nổi nữa, thế là chúng ta phải buông. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nên cẩn trọng với lời nói của mình. Chúng ta cẩn trọng lời nói của mình đó, chúng ta giữ lại cho mình một cái giá trị sự thật. Chúng ta biết cẩn trọng cái lời nói của mình. Lời nói mà được thận trọng đó chính là chúng ta giữ gìn cho cái gì, cho cái trí tuệ của mình mới thấy được cái chân lý, thấy được cái ánh sáng. Chứ còn chúng ta sống chúng ta cứ dối lừa mãi mãi cả đời, rồi liên quan ra đời sau cũng như thế, cũng mãi mãi dối lừa, cũng không đúng, cũng không tốt. Và như thế thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ đau khổ rất là nhiều. Đau khổ từ đời này cho đến đời sau. Người khác không biết đó là sai,
nhưng tự chúng ta biết nó là sai. Người khác biết lời nói đó không có là thật, chúng ta nói ra không thật, chúng ta biết. Bởi cho nên người ta nói rằng dò sông dò biển dễ dò, hãy lấy thức mà đo lòng người. Nói như vậy không phải là người ta không có sự thật. Nói như vậy không phải là người ta không nói thật với mình. Có những người người ta nói cũng thật, có những người ta nói cũng dối. Chứ chúng ta đừng có nghĩ cứ mang một tâm trạng hoài nghi thắc mắc hoài trong cuộc đời chúng ta cũng khổ nữa. Cứ nhớ, nếu chúng ta hoài nghi thắc mắc hoài về người khác thì chúng ta cũng khổ. Mà chúng ta cũng đừng vì nghe, cũng đừng vì tin một người nào khác. Mà Đức Phật Ngài luôn luôn kêu chúng ta phải suy xét, phải quán xét, phải biết đâu mọi cách, mọi thứ. Như thế thì chúng ta mới được cái sự tốt đẹp. Và ngược lại, nếu như chúng ta mà cứ đi tin, đi nghe để chúng ta không làm chủ, rồi chính vì chúng ta không làm chủ được nên chúng ta tin, chúng ta nghe là chết ngay. Những điều ở cuộc đời nó có một điều lạ, khi mà quý vị đang buồn, hay khi chúng ta đang chớ giới, hay khi chúng ta đang trao đảo một chút xíu đó, thì có một cái lời nói của người nào đó nói chúng ta tưởng họ là một cái phao cấp cứu cho chính mình. Chúng ta cẩn trọng cái điều này, mà hãy coi chừng những người đó đó, chẳng qua họ thấy chúng ta như vậy, họ vẽ ra một cái hướng, chỉ là sự suy nghĩ của họ thôi. Nhưng chúng ta dịnh vào đó, mà chúng ta đang như là chúng ta đang bơi, chúng ta tưởng được chắc người ta quăng phao mình à, thấy người ta xuất hiện chắc tưởng mình ôm được nguyên cái phao. Đến khi sau đó, khi chúng ta nghe, chúng ta tin họ, chúng ta giật mình lại, họ mất tiêu. Thì ở đây nói trên cái tâm của mình nó lạ. Khi mình trao đảo một chút xíu, khi mình buồn một chút xíu, thì mình thấy cái đó là một chỗ vịnh, nó rất là lớn, cái chỗ tựa nó rất là ổn. Nhưng cái chỗ tựa chỗ ổn nó không có tốt đẹp đâu. Bởi vì sao? Chuyện của người ta chưa lo xong, nó lo cái chuyện của mình. Khi người ta nói thì người ta nói hay, nhưng sự thật ra đến khi người ta làm thực tế vào cũng không hay. Bởi vì chính chuyện của họ còn chưa lo xong, làm sao họ lo cho mình. Mà vậy đó mà công số người cũng nhẹ dạ cả tin. Nhẹ dạ cả tin. Và thế là khi mà chúng ta chỉnh sửa lại cái phương hướng, cái việc làm, cái hành động của chúng ta, là chúng ta bị thất bại ngay. Đây là cái điều mà chúng ta cũng như là cái niềm tin của chúng ta cũng vậy đó. Ví dụ như bây giờ có một cái người nào đó, có một ngoại đạo tới, tự nhiên quý vị đang ngồi, quý vị buồn buồn, quý vị cũng có một cái sự hoài nghi thắc mắc nó chưa có giải tỏa. Cái có một ngoại đạo nào đó tới nói, tại sao mà đi, tại sao mà phải làm cái này làm cái nọ, cái đó nó không có. Mà dấu gì tin vậy thôi, chứ không có gì hết trơn. Không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, không có nhân quả gì hết trơn. Có một người ban cho ta tất cả, tạo cho ra tất cả, hãy tin người đó đi, chứ đừng tin mấy người này. Kính thưa quý vị, chúng ta quên Phật liền. Ủa, sao làm hoài từ nhỏ tới lớn thì thấy có cái gì tốt không? Thấy có gì mà may mắn không? Sự thật ra là họ số vốn cái nghiệp của họ khổ rồi. Cái tự nhiên không ai nói gì, tự nhiên ta đánh động vậy, cái tự nhiên cái chúng ta cũng chế giới chúng ta ở thế cũng đúng ha. Cái tự nhiên sao mà Phật nói gì tôi không có tin cái chuyện đó à, tức là người nghe mà lại nghe lại hay bị mắc nạn, làm phước chưa thấy phước mà toàn là thấy cái nạn tai không, thấy cái khổ sở không, tại sao mà phải làm, không có. Thì khi họ chỉ nói ra vài lời thôi là chúng ta trao đảo liền. Thì khi chúng ta trao đảo như vậy chính là chúng ta không có làm chủ được.
mà không làm chủ được mình, tức là không làm chủ cái phương hướng của mình, không làm chủ cái ý chí của mình, không làm chủ cái lý tưởng của mình, và không làm chủ cái tri kiến của mình, và ở đó tâm ý của mình bị người khác tác động. Đây là một điều rất quan trọng, bởi vì cần, rất cần người Phật tử tin và phải có một cái sự sáng suốt, phải có một trí tuệ. Và kính thưa quý vị, trong đời sống hiện tại, nhiều khi chúng ta sống có lý quá nó cũng không có đúng, không quý vị. Vậy điều đó thì cái một điều mà cần phải có một niềm tin vững chắc, cần có một cái ý khẳng khái vững chắc trong một niềm tin của mình đối với Phật pháp, đối với Tam Bảo, đối với nghiệp quả, đối với Tam Bảo. Chứ còn chúng ta cứ lừng sừng mà không rõ ràng hai huynh đệ của cái vị này ở cái chùa này, thì chắc chắn rằng đối với ta nó cũng sẽ kết thúc như vậy. Quý vị hãy nhớ, hãy xem Tam Bảo như là mạng sống, hãy xem Tam Bảo như là một suối nguồn dẫn đường chỉ lối, nguyện đời đời được chánh tri kiến, nguyện đời đời biết theo đường chánh lìa đường mê, đời đời sẽ không nghe theo cái lời tà giáo mại sư. Bây giờ có nhiều người khéo nói, họ dỗ về chúng ta chút xíu, họ nói họ là Phật chúng ta cũng tin. Trời, bây giờ ngày hôm nay trên mạng rất là nhiều người tự xưng là tôn sư, tự xưng là Thích Ca tái thế, tự xưng mình được có một cái ân điển của Thượng Đế, của bề trên giao xuống. Nói đi nói lại cái tự nhiên chúng ta thấy lạ, cái tự nhiên chúng ta có đó nghe. Tự nhiên họ nhìn mình, cái họ đón được cái họ nhìn cái mặt mình, họ nhìn cái tâm của mình, họ nhìn tay, nhìn tướng của mình, họ đón được ý định cuộc đời của mình. Mình từ nhỏ tới lớn sao. Cái chúng ta sợ liền. Cái điều này chúng tôi nói là thì chúng tôi biết, chúng tôi đã có thực tế, chúng tôi đã thấy luôn, chúng tôi cũng đã làm. Những lúc mà nói chuyện kiểu như là không có niệm Phật pháp, nói chuyện kiểu mà trên trời dưới nước không có gì biết. Khi tôi nhìn vào tay họ, chúng tôi nói họ là đang có tiền, thì họ đang có tiền. Chúng tôi nhìn chúng tôi nói họ tới lớn chết hụt một hai lần, đúng một hai lần, xanh mặt lại. Trời ơi, sao sư dỗ gì, dỗ cái gì, tôi có chứng thánh chứng thật gì hết. Cái nói cái này như thế này thế kia, cái đó là chúng tôi thực tế vào đời. Nhưng tôi không phải là khỏi thầy có tướng có số có tay có cẳng có chân có giò gì không có chuyện đó, nhưng mình nói vậy cái họ nghe, họ theo đúng, họ sợ. Trời, mình suy nghĩ trời mới có nhiêu thi mà sợ, chắc nếu như mà mình bay trên cây chắc mình đi trên nước chắc họ còn sợ dữ nữa. Thì ra có một số người họ rời bỏ Tam Bảo cũng do nhiều cái nguyên nhân, họ không có vững chắc cho nên họ dễ bị lung lay. Thì cái thứ quý vị, chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe như vậy, đấy là cái tâm của chúng ta không vững chắc. Cái chuyện đó rất là bình thường, chẳng hạn như thấy người ta đi trên nước, thấy người ta bay từ cây hoặc là thăng thiên động thổ, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Cái người mà chứng thần thông chưa phải là thánh thần gì cả, cũng là phàm phu thôi, mà chúng ta đã sợ lên sợ xuống rồi, hay hoặc là họ có một khả năng, hay có một cái điều gì đó, hay họ có cái chú thuật gì đó vân vân, mà họ nắm bắt được như vậy và thế là hết, chúng ta sợ. Và khi họ nói cái gì chúng ta cũng nghe cũng sợ, cho nên đây là điều chúng ta phải dùng lý tuệ để mà quan sát. Và ở đó chính là cái gì, chúng ta luôn luôn biết tôn trọng cái lời nói thật, chúng ta biết luôn luôn tôn trọng chân lý, chúng ta khéo phòng hộ, khéo giữ gìn, và từ đó thì thân chúng ta không làm ác, ý chúng ta không suy nghĩ ác, thì thế là không làm ác, không nói lời ác. Ý chúng ta chính chắn thì thế là chúng ta sẽ không có sự suy nghĩ về tà tư, tà tâm hay tà ác. Thì đây là cái câu, cái câu kinh Pháp Cú cũng là cái câu chuyện nó mang tính ngụ ngôn, xin lỗi, nó mang tính chuyển hóa nhân cách trong cuộc đời chúng ta, chứ không phải là câu chuyện ngụ ngôn. Đây là câu chuyện
có thật ở trong, ở trong kinh mà chúng ta nghe chính Đức Phật Ngài nói, chứ không phải là câu ngụ ngôn. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, sẽ có đo được bài như vậy mới có được chi, sẽ tiếp tục hướng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho. Và kính chấp nhất thời gian trước nơi đây chúng ta những lời kính dân của Phật Lành Thánh Đại Đức Thế Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hồ trì chánh pháp, nhất là kính dân Phật Phật này đến các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh kỹ linh, tất cả chúng sinh ở tại chùa Quảng Nghiêm cũng như ở tại nơi thư gia của quý vị, mong tất cả được hạnh lạc thánh quá, và mong tất cả chúng ta luôn luôn biết giữ gìn giá trị chân lý, giá trị sự thật ở đời này, và đặc biệt chúng ta biết nêu cao một lời chánh pháp chân lý của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, để tất cả được an lạc ở hôm nay và ngày sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tài Huyền đã giảng bài học số 281 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Tài Huyền chúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã lời rung. Dạ, con kính dâng mít đến Thượng Tọa. Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha anupavena sadasothi bhagavato sapa anupavena sadasothi sapa mangalang rakhantu devata sapa sangha anupavena sadasothi bhagavato te. Tất cả phước báo có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc được dùng đến người. Sa thú thai chúng con kính tri ân Đức Phật tính cùng chư tôn đức đã vào gom chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Chúng con hãy đức tăng kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya deva pa santi vihara wa si ni pu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vihara mang da le thê ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô Saramika dana pati upasaka gama cha desani gama cha istara sapana puta sukita pawan tu te jala buja yepi chanda sampawa samse cha ta athavo papatika niyani kang dhamma wa rang patitya te sabbe pi dukkha sakha rantu sankha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha vut ka la sang kho ho tu sa mak go wa atha ya cha hi ta ya cha am he ra kham tu sak tham mo sabbe pi tham ma cha ri no vut thêm sam pa khu ni ya ma Tham Mariya Pa Vê Ni Tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã vương tập vào đông nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 7:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống mít.